Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hồng Vân để lộ chi tiết Tuấn Dụng Lê Lộc sắp về chung một nhà. Lê Lộc Tuấn Dụng là cặp đôi nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ rằng sẽ sớm nên duyên vợ chồng. Tuy vậy cả hai vẫn chưa có động thái chính thức nào về điều này. Đáng nói chính Hồng Vân lại là người để lộ chi tiết về mối quan hệ hiện tại của hai hậu bối mới đây hồng vân đăng tải đoạn clip hậu trường mừng sinh nhật trên đất thái trong số những gương mặt tổ chức tiệc đơn giản cho nữ nghệ sĩ có sự xuất hiện của lê lộc và tuấn dũng qua những hình ảnh được ghi lại cặp đôi này lúc nào cũng đứng gần nhau hồng vân bất ngờ với món quà nhỏ từ các hậu bối và gửi lời cảm ơn nữ nghệ sĩ đã gọi hai vợ chồng tuấn dụng lê lọc khiến mọi người đều bật cười thích thú hai nhân vật chính cũng không lên tiếng phân trần mà vui vẻ với màn bốc phốt của hồng vân nữ nghệ sĩ đã gọi hai vợ chồng tuấn dụng lê lọc như cách tiết lộ về bước tiến mới trong mối quan hệ của cặp đôi giống như nhiều người hâm mộ hồng vân là người đẩy thuyền lê lộc và tuấn dũng một cách nhiệt tình trên trang cá nhân cô từng tiết lộ khoảnh khắc lê lộc tựa vào vai tuấn dũng ngủ ngon khi cùng tham gia lịch trình khi đó lê giang mẹ ruột lê lộc cũng bình luận bây giờ dính vậy là sao chị Lê Giang cũng mong muốn Tuấn Dũng và con gái của mình sớm về chung một nhà. Trong đoạn clip chuẩn bị sinh nhật cho con dâu, Lê Giang hài hước đề cập đến con gái Lê Lộc. Nữ nghệ sĩ nói, trời ơi, hai nhân vật quan trọng nữa, Tuấn Dũng, con rể tương lai, đang chờ cháu ngoại. Ta nói cháu nội thì chuẩn bị ra đời, còn cháu ngoại thì không biết chừng nào có. Xin đôi nha con, hai đứa, xin đôi giống như con của chị Hà Hồ với anh Kim Lý Á. Phải đẹp đôi như vậy tôi mới chịu nha. Tôi mê hai đứa đó lắm á. Hình ảnh Lê Lộc Tuấn Dũng làm việc trong bếp như đôi vợ chồng son. Tuấn Dũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình Lê Lộc thường xuyên xuất hiện trong những dịp quan trọng Chính vì vậy, cặp đôi thường xuyên được hói thúc kết hôn. Thời gian gần đây Lê Lộc được nhận xét ngày càng nhũng sắc nữ tính hơn khi hẹn hò Tuấn Dũng Lê Lộc Tuấn Dũng cũng bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè thân thiết, luôn chăm lo cho đối phương. Chính vì vậy, khi phát triển thành mối quan hệ tình cảm, cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ và mong sớm có tin vui. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.